theo chị biết đó là những cái xưởng sản xuất mỹ phẩm á anh, là mình sẽ đặt số lượng rất là lớn, số tiền thật sự là khổng lồ đó. Một cái đơn hàng đầu tiên phải vài tỷ á anh. Ồ vậy hả? Dạ, vốn đầu tiên mình em kinh doanh là từ đâu em tích góp được á hả? À không, vàng cưới của mẹ chồng cho. Mẹ chồng thì đám cưới mẹ chồng em cho em 20 cây vàng thời điểm đó. Có một cái sự cố đó là mình hùng hạp với một cái người quen á. Rồi mình bị người ta cũng là lừa. Mình đầu tư, mình cọc cho người ta. Xong rồi tự nhiên bạn đó mất tiêu luôn. Xong rồi em bị chới với. Anh hiểu rồi, cái cảm giác mà mình mới đi về nhà chồng, mình khởi nghiệp, mình làm dâu á, nó là một cái gì đó nó rất là thử thách. Và mọi người đang nhìn vào mình á. Bao nhiêu thứ nữa. Bao nhiêu thứ, và công việc của mình lại tách biệt với chồng chứ không lại làm chung với chồng nữa. Thì đó lại là một cái bất đồng rất là lớn luôn. Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng, tỏ ra mình giao. Anh ngồi đó chưa? Công nhận hát hay thiệt. Trời ơi, ở nghe hát hay hú hồn luôn. Ủa, sao tự nhiên hát bài đó vậy? Tại vì em tưởng là mình đi thăm nhà công tử Bạc Liêu, bây giờ mình gõ cửa nhà công tử à? Trời ơi, nhà công tử nghe nói đâu là cả 100 cái cửa đó. Gõ sao hết đi? Thôi, nhà công tử Bạc Liêu á, bây giờ á, là mình mà gõ đó ha, là không có công tử. Như vậy là các con cháu công tử hiện giờ thì nói chung là cũng ở đâu Bạc Liêu mình không biết đâu. Hôm nay không có gõ nhà công tử mà gõ nhà một cái nhân vật có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa. Quốc Thuận với Phan Như Thảo xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến gõ cửa thăm nhà một nhân vật truyền cảm hứng. Và câu chuyện của cô rất hay, rất nhân văn và rất ý nghĩa, đặc biệt dành tặng cho những bà con có những hoàn cảnh khó khăn ở tại địa phương. Không biết không? Đi liền. Thấy chưa? Đúng rồi, lớn quá hả? Bếp ăn nghĩa tình. Cao quá anh Vinh. Đây, em nhìn thấy chưa? Lễ bàn giao xe cứu thương, chuyến xe nghĩa tình Nguyễn Huỳnh Như là năm 2023 là mới đây thôi. Vừa là phục vụ cho bà con bếp ăn không đồng, thì bên cạnh đó thì là nhân vật này mua xe cứu thương để mà hỗ trợ cho bà con mà có gặp phải những hoàn cảnh mà nó éo le. Em biết không, bước vào đây anh ấn tượng đó là cái gì? Bếp ăn xin phép không nhận hiện kim. Khi mình bước vô đây chắc có lẽ là một cái điều mà Quốc Thuận với Phan Như Thảo chắc chắn cũng sẽ rất là có một cái sự cảm kích ở trong đó. Đó là những cái hình ảnh, đây là những cái chuyến đi của Huỳnh Như cùng với những người bạn của mình đến những cái nơi như là nhà tình thương hoặc là những cái nơi mà nuôi dạy trẻ em mồ côi. Qua đây là mình nhìn thấy nè, thư cảm ơn, đây là những cái bằng khen. Bạn này bạn bao nhiêu tuổi, bạn giỏi dữ vậy anh? Bây giờ hai anh em mình đoán tuổi đi. Mình thấy trẻ quá không biết nói luôn á. Cái này là trên 20 mà dưới 30. Vậy em hả? Trên 25 dưới 30. Trên 25 dưới 30 ha. Chút vô hỏi coi. Nếu mà em thua em tính sao? Nếu mà em thua thì vô em bắt bún phụ mấy cô. Ok, rồi vô. Như ơi. Kìa, yeah, đó. Chào bà chủ. Người đẹp gặp người đẹp, chào bà chủ. Dạ. Rồi. Wow, em tự làm luôn á hả? Em phụ. Phụ hả? Thôi mình ngưng tay xíu được không? Rồi, xíu qua cho nghe này, cái này. Nó nghe. Hôm nay anh Quốc Thuận với Phan Như Thảo, hai anh em anh đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, hôm nay đến bếp ăn của Huỳnh Như. Thì trước khi chúng ta trò chuyện thì anh thay mặt chương trình gửi tặng em một chiếc đồng hồ với thương hiệu Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ rồi, em rồi. Cảm ơn. Mới đây mà có quà nha mọi người nha. Đó, mới vừa có quà thôi. Em giới thiệu chút xíu về một cái bữa ăn ngày hôm nay đi. Dạ, bữa ăn ngày hôm nay là món bún chả giò chay. Thì thường món này á là sẽ làm vào những cái ngày rất là đặc biệt, ví dụ như là ngày rằm
hoặc là mùng 1 để cho mọi người có dịp thưởng thức. Thường á là cái món này nó sẽ rất là kỳ công, tại vì phải gói chả giò nè, rồi rau, rồi rất là nhiều thứ luôn, cho nên là những ngày đặc biệt thì bếp mới làm. Bếp của em thì sẽ có hai suất, một là những cái phần này á là những cái phần mà bà con đến ăn xong rồi sẽ được đem về một phần. À, nhưng mà phải ngồi để ăn rồi em mới cho đem về nha. Tức là ăn ở chỗ là ăn bằng này. Dạ đúng rồi. Đó, mang về là phần hộp. Dạ đúng rồi. Thế là mỗi ngày đây em làm bao nhiêu phần tất cả? Thường á là em sẽ có là cô chú lao động và học sinh sinh viên. Bữa nào mà học sinh sinh viên đi về nhà và nghỉ hè á thì em chỉ còn là 300-400 suất thôi. Còn bữa nào có học sinh sinh viên thì chắc là 500-600-700. Trời ơi. Khi là mùng 1 với ngày rằm là lên cả ngàn phần luôn, tại vì là bà con chay cũng đến ăn. Chia sẻ với anh Thuận với chị Thảo là bếp của em ai đến ăn cũng được, chứ không phải là người khó khăn em mới cho vô ăn. Tức là tất cả bà con cô bác ở khắp mọi nơi nếu mà muốn trải nghiệm đồ ăn tại bếp em thì em vẫn hoan hỷ, và em cũng không có quan trọng là người đó có khó khăn hay không, chỉ cần muốn đến ăn ở bếp ăn nghĩa tình là em sẵn sàng. Ở đây giống như là bữa nay thì làm bún cho nên là làm cái phần dĩa, chứ bình thường là bà con sẽ ăn trong một cái khay inox cơm. Ở đây là mình chỉ phục vụ là món ăn chay thôi em? Dạ đúng rồi, ở đây em phục vụ là suất ăn chay hết. Đúng nhưng rồi. Mà mọi người sẽ được đổi món xuyên tuần, đổi món liên tục cho bà con, thứ nhất là không bị ngán. Ngày nào cũng có luôn? Ngày nào cũng có, trừ chủ nhật bếp nghỉ cho mấy anh chị phụ bếp nghỉ. Phát là từ 11 giờ, khi nào hết đồ ăn thì sẽ có một cái bảng thông báo ở trước là bếp hết đồ ăn, mà bà con quay lại ngày mai. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài xíu nha. Dạ, đi ra ngoài. Ở trong nữa nè. Còn khu nữa nè. Dạ đúng rồi, ở sau này là khu chế biến. Ở sau này á là hồi xưa chưa có ba cái bàn này. Đông quá giờ thêm đúng không? Đúng rồi. Và em cho mấy bạn học sinh sinh viên ngồi đây. Sinh viên á nhiều khi á là nói thì 11 giờ là bắt đầu có đồ ăn, nhưng mà đôi khi là học ra trễ. Là em sẽ có một cái group là nhắn tin là chị Như anh Đệ ơi là chừa phần ăn. Là em sẽ chừa lại xong rồi ra để ăn. Ở đây á anh rất là ấn tượng với một cái dòng chữ là nơi này là chị không nhận hiện kim. Dạ. Tức là tất cả những cái thứ khác thì mình sẽ nhận hay sao? Dạ đúng rồi. Ví dụ như rau củ, dạ, nhu yếu phẩm. Dạ nhu yếu phẩm, nước tương chai, nước mắm chai, bột nêm chai, rau củ, gạo thì em sẽ nhận. Hay em hay nói vui là cho mọi người hùng phước để dùng những cái gạo đó nấu cho bà con ăn. Đúng cho rồi. Mọi người cũng có phước luôn. Đúng rồi. Đó thì nhưng mà hiện tại là cũng hết nhận gạo rồi anh, tại vì khi mà em nhận gạo á bà con cho á là chất ra đây là 7-8 tấn không có chỗ nữa. Đúng rồi. Xong em nói là không, nếu mà mọi người cho nữa là gạo nó sẽ bị mốc mình ăn. Đúng rồi. Mà em phải xử lý cái cách bị mốc gạo như thế nào là em mượn cái gạo đó. Em đi từ thiện một đợt cho nó hết. Là em quy ra 7-8 tấn đó. Xong em mua em trả dần về cho bếp ăn. Hay rồi mà. Xong rồi khi nào hết rồi đúng em mới dám nhận lại. Bây giờ chắc hai chị em tâm sự với nhau đi nghe. Anh đi công chuyện một lát. Qua wow, đâu vậy? Đi đâu kể. Biết đường đi. Không? Về Bắc Liên. Trời đất ơi. Khi biết đường hết nghe cưng ơi. Công nhận là ở đây á ai cũng trẻ luôn á, cô chủ cũng trẻ, anh chủ cũng trẻ luôn. Mà hai bạn là đồng hành với nhau lâu chưa? Mấy năm rồi? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Tức là hồi xưa lúc mà em chưa có mở bếp ăn á là anh Đệ sẽ nấu những cái phần ăn cho bệnh nhân với, bệnh nhân với trẻ em mồ côi, và hai anh em là quy y chung một cái chùa luôn, chung một sư phụ luôn đó, cho nên là hai anh em lúc nào đi á làm thiện nguyện cũng là đi đồng hành với nhau hết. Hiện tại là anh Đệ không chỉ là nấu của bếp không, mà anh Đệ còn nấu phát cơm cho bệnh nhân, bệnh nhân nghèo ở bệnh viện nè. Rồi các con của em đó là mỗi ngày là chú Đệ sẽ nấu một món, 80 suất là nấu cho đi học. Trước khi đi học là chú Đệ sẽ nấu, là tức là nấu chạy xô ở đây xong rồi là chú Đệ sẽ chạy xô tiếp vô chôn nơi các bé mồ côi để nấu. Các con của em là sao? Bữa nay là thành Âu Cơ rồi, chị là hơn 100 rồi. Hơn 100 em là em có nhận nuôi hay em có cái khu mà giữ trẻ mồ côi hả hay sao? À không, cái nơi đó là một cái nơi nuôi các em trẻ mồ côi. Và em đến để em cũng giúp đỡ các em, và em cùng với các sư cô ở đó để chăm lo cho các em. Và em cũng chỉ giống như các mạnh thường quân là em góp một chút sức của mình vào đó thôi, chứ cũng có rất nhiều mạnh thường quân. Nhưng mà em làm cái điều này á là em đã vào với các con là 8 năm rồi, cho nên là các con hay thân thương gọi bằng mẹ. Một ngày để nó bao nhiêu suất tất cả, vừa ở đây rồi vừa bệnh viện rồi vừa chạm trẻ mồ côi? Ở đây khoảng 400 suất, 400-500 tùy, còn từ nhỏ thì hơn 100. Là do gia đình của mình từ xưa là có cái truyền thống là đi giúp đỡ mọi người như thế, hay là tại sao hai bạn phát cái tâm mà muốn làm thiện nguyện nhiều như vậy? Em thích được người khác yêu thương mình, cho nên khi mà mỗi khi mà mình đi làm việc thiện á, mình đến một cái nơi nào đó mình thấy họ rất là yêu thương mình, họ rất là trân trọng mình. Và khi mà em làm càng nhiều việc thiện thì ra ngoài xã hội
rất rất là nhiều người yêu mến mình. Và em cảm thấy điều đó khiến cho bản thân em nó có một cái động lực sống và nó có một cái điều hạnh phúc. Cho nên em làm, em càng ngày càng muốn làm nhiều hơn. Em còn nhớ là lần đầu tiên mà em làm thiện nguyện, xong rồi lần đầu tiên mà em cảm nhận được cái sự yêu thương đó là khi nào không? Là do các con trong chỗ các bé mồ côi á. Còn lúc đó chưa biết anh Đệ luôn. Đúng rồi. 8 năm trước là em kể chị nghe là em đi học nói mi ở trong một khu nhà trọ thôi. Rất là nhỏ, lúc đó thì mình chưa biết công việc của mình là cái gì. Thì mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập, mình đi học cái nghề đó. Lúc đó cái thời đó cái nghề nói mi nó rất là hot. Thì trong cái chỗ em học á, thì các anh các chị á có nói là ở gần đây nè, có một cái nơi nuôi các bé mồ côi. Lúc đó không có tiền đâu, cho nên em nhớ là em chỉ mua được có nửa thùng sữa thôi, chứ em không mua được tới một thùng sữa nữa. Tại vì mình mới là sinh viên mà mình cũng mới đi làm, mình đâu có tiền. Xong em đi vào đó em thăm các con. Lúc đó nó nhỏ xíu thôi. Và em thăm các con xong mình ngồi đó mình thấy nó ôm mình, nó dễ thương, nó quá, dễ thương quá. Trẻ con nó đã yêu một cách không có điều kiện. Đúng rồi, nó yêu thương quá mà mình cảm thấy tự nhiên cái tâm mình nó thương. Em làm từ lúc đó tới bây giờ. Tức là hồi xưa lúc mà mình chưa có gì thì mình làm ít, và từ từ mình tích góp, mình đắp, mình có nhiều mình lại làm. Còn Đệ thì sao? Em thì đơn giản thôi, giúp người ta vui thì mình vui. Bạn nào cũng là chỉ vì cái niềm vui của người khác mà cảm thấy mình hạnh phúc. Trong quá trình làm việc đó sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện. Có bao giờ mà mình bất đồng ý kiến chưa? Không à? Không, chưa bao giờ luôn. Nếu mà có một cái vấn đề cần phải bàn bạc, ví dụ như mở cái chỗ này to thế này, rộng như ở đây, thì cái sự bàn bạc đó là ai là người quyết định? Dạ, thường là em quyết định. Rồi còn món ăn, menu rồi lên nè. Menu là anh Đệ lên. Chị lại quyết định hết 100% mọi thứ chứ. Chứ đâu á. Và hầu như bây giờ người ta nói là bếp ăn này là của ảnh chứ không phải của em. Tại vì là ảnh ở đây suốt, ảnh ở đây xuyên suốt luôn. Còn em đôi khi em đi công tác thì có đôi khi là nửa tháng em mới ghé bếp ăn một lần. Nhưng mà cái chỗ này thì sao? Nó to như thế này là hai bạn mua hay là hai bạn thuê hay là nhà của ai? Như mua. Cái đất này là em. Wow. Xưa ở đây là một cái nhà rất là sập sệ luôn, em chỉ mua đất thôi chứ em không mua nhà. Và khi mua xong rồi thì em đặt hết cái nhà cũ ra và em xây lại mới hoàn toàn. Lúc đầu mua thì chỉ là em là người đầu tư về, cũng là về bất động sản á. Cho nên là em mua nó vì cái vị trí của nó cũng tốt và cái giá nó hợp lý thì em mua thôi. Nhưng mà dần dần thì em đi làm thiện nguyện á, thì em thấy là em đi phát cơm từ thiện. Có chay có mặn, nhưng mà đôi khi em thấy cái phần cơm của mình nó không có được trân trọng. Không được trân trọng là sao? Tức là có nhiều người họ một phần á mà họ sẽ lấy rất là nhiều lần. Hoặc giả là họ đem phần ăn của mình họ đem bán cũng có, mà họ đem họ quăng một cái nơi mà họ không, thí dụ họ thấy không ngon là họ không ăn, họ quăng vô sọt rác luôn. Chính mình chứng kiến luôn. Đó chỉ là số ít nhưng mà mình cũng thấy buồn. Với lại là khi phát á, chị nó bị gây ra một cái tình trạng là rất là mất trật tự. Rồi nói chung là có những cái điều không tốt. Em cũng không làm một thời gian và em nói là thôi mình nên làm một cái bếp ăn để bà con có thể đến đây ăn và họ thật sự ăn no, để họ có sức họ lao động. Hoặc giả là họ ăn no để họ dùng cái tiền mà bữa ăn hàng ngày đó họ có thể cất lên, họ để dành để họ làm cái gì đó cho cuộc sống của họ. Thì đó là em mới sử dụng cái mảnh đất này để em làm bếp ăn. Mà nhiều người nói là rồi nếu mà sử dụng đến bao giờ, rồi có khi nào là đóng cửa bếp để làm việc khác không? Thì đối với em hiện tại thì em chưa nghĩ tới điều đó. Và em nghĩ là em sẽ làm tới đời con của em luôn. Anh Minh nó làm đoán tuổi Như đi. Bây giờ nếu mà ai mà đoán sai đó là sẽ phải vô bếp phụ mọi người. Hôm nay là phải múc đồ ăn, phải phụ nấu ăn nào. Thì anh Minh đón em là từ 20 cho tới 25. Dạ. Còn chị là từ 25 cho tới 30. Thì bây giờ có thể bật mí cho chị biết là em 28 tuổi. Chị thắng rồi. Dạ đúng rồi. Đâu kêu anh Minh qua đấy. Anh Minh phải phục vụ đúng không? Dạ đúng rồi. Nó phục vụ anh Minh đâu rồi nhờ. Anh Minh thua cuộc rồi, anh Minh sẽ là người phụ em hôm nay đó đệ. Nhưng mà trong lúc chờ anh Minh, chị có thể phụ em một chút xíu không? Chị vô chị cũng muốn thử cái cảm giác mà mình để làm đồ ăn phục vụ bà con nè. Nước mắm làm nhìn ngon quá ha. Dạ. Rồi nước mắm mà kẹo luôn nè. Là rất là ngon đó. Đúng rồi, món best seller. Rồi cái món này nó món quan trọng đúng không? Vậy. Ok đúng vậy rồi. Phải không? Rồi chan tròn lên. Dạ đúng rồi. Sao nhìn nước mắm vậy ta? Đúng rồi, tại vì cái này bún nhiều chị, nó lạc á. Chết rồi Như ơi, không ổn rồi Như ơi. Đổ ra ngoài rồi. Đôi khi mình nghĩ là cái việc công việc nấu ăn nó đơn giản nhưng thật sự nó cần phải chăm chút với chi tiết ha. Này. Mời anh. Con mời chú, con mời bác. Bây giờ chú lại đi ăn thường á. Em mời. Ngày nào cũng đi hết trơn. Ngày nào cũng đi ha. Ngày nào cũng có hả? À? Vô gia đình. Rồi chú ăn ngon miệng nha. Ăn ngon miệng. Cảm ơn. Chị thấy ở đây nè là em bình thường là người ta sẽ xếp hàng nhận đồ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chị nhìn thấy rất là ngăn nắp luôn á, xếp bỏ dép tới là phải mang dép, bỏ dép ra, bỏ lên kệ rồi vô đây xếp hàng nhận quà, nhận đồ ăn các kiểu, ngang hàng thẳng lối như bình thường. Lúc em mới bắt đầu làm á, nó
có xảy ra khó khăn gì không? Có chị, nói chung là mất đồ. Mất đồ á? À, mất muỗng, mất đồ đũa. Ủa? À, mất dĩa. Mà bây giờ thì đỡ rồi. Với lại là có một số cô chú thì giống như họ xếp hàng rồi họ lâu quá đó, thì họ cũng hơi cống, hơi giận dần. Thì nói chung cũng bị hoài, nhưng mà anh em ở bếp là với một cái tiêu chí là quan hỷ, luôn luôn giải thích cho cô chú nghe xong rồi là mình hoan hỷ thôi. Nói chung là ở đâu cũng phải gặp hết. Bây giờ bưng chút xíu đi kiếm pin ha. Dạ rồi, ok. Cô. Dạ. Ba. Đây, bữa nay có một người đẹp phục vụ mình. Dạ. Đây, vậy bà ăn trước nha. À, bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Bà ăn ở đây lâu chưa? Ông bệnh tim mổ rồi nặng bệnh viện á. Cái nhà chỗ ông lâu rồi. Dạ, là bác trai bị bệnh tim nằm bệnh viện. Bác có lấy phần đem về không? Có tiền mừng lắm. Dạ, hồi tụi con phát phiếu rồi bác lấy phần đem về nha. Dạ. Cô này thì ăn lâu rồi. Nghỉ mấy tháng, bây giờ mới đi 2 kỳ rồi. Vậy hả? Dạ. Bữa giờ sao nghỉ về? Bệnh. Trai đi quậy lại ăn tích tự. Dạ. Chú ơi, con mời. Con mời chú. Hai em có ăn không? Để hai em ăn với chú luôn nha. Con đang ngồi chung với chú nha. Hai bạn là ở đâu tới? Bên Hồ Nam. Dạ, rồi sao hả? Biết có đem ăn chay vậy? Trời ơi. Chú ở gần đây không? Gần đây rồi cô. Dạ, cô hay qua đây không chú? Được lắm cô. Dạ, làm mình ăn ở đây được lâu chưa? Ăn lâu rồi cô, gần mấy hai năm rồi cô. Là khách ruột đúng không? Dạ. Dạ, chú chờ con lấy đuổi ra nha. Wow. Trời ơi, bữa nay nhà em có cô tắm hay gì vậy chị ơi? Ủa, em chuẩn bị sẵn luôn hả má hả Như? Không, chưa. À, tính đi về là kêu chị với em nấu chung đó. Ồ vậy hả? Vậy là ai làm? Ai làm? Ông xã làm hay ai làm? Cái gì vậy? Chắc chị bếp em làm quá. Gì vậy? Nhà em không? Không, là ta đây. Ủa? Chàng tắm. Chàng tắm. Bây giờ là Quốc Thuận đang đứng tại chợ Bạc Liêu. Và trong lúc hai chị em Quỳnh Như và Phan Như Thảo trò chuyện với nhau thì mình phải tranh thủ đi tới chợ Bạc Liêu để mà tìm mua những cái món ăn về nhà chế biến và nấu phục vụ cho hai chị em Quỳnh Như và Phan Như Thảo. Mời mọi người đi vào trong chợ Bạc Liêu mua đồ với Quốc Thuận. Cá hả? Cá gì giờ ta? 50 ha. Đó, về quê tao nó đi chợ đã đời luôn. Giá rẻ nữa. Ờ, thịt này bán sao? Lấy cắt nè em. Lấy sườn đi, về nấu canh. Rồi đây. Rồi mua bánh ăn, đó tôi phải ăn bánh à. Rồi bánh nào đặc sản đây? Bánh bò, bánh bò kia. Bò lá thôi, lấy bò lá đi. Cho ăn miếng được không? Được. Cho ăn cái được không? Cho ăn cái này ăn thử coi. Đồng ý đi. Cũng ngon lắm. Rồi cà đi, bốn trái đi, rồi cho trái khóm đi. Rồi, ok. Sau khi em đi chợ Bạc Liêu rồi, em mang về đây một số chiến lợi phẩm gồm có cá, thịt, rau các loại và mấy cái hộp thịt. Bây giờ mời mọi người hãy cùng vào bếp với Quốc Thuận nha. Mệt tôi rồi. Anh Bin, xin biết nhà người ta anh tới anh nấu ăn vậy? Mình phải nói rõ chứ không là mất công là khán giả sẽ nghĩ đây giống như là một cái nhà mà không có người, mà mình mà đột nhập vô nhà người ta mà mình sắn vô bếp luôn á, như vậy là phạm pháp. Vậy của anh là anh chưa? Dạ, em tới đây và đây là một cái công ty mỹ phẩm Đông Anh. À, của Bí Như. Dạ, đúng không? Văn phòng. Thành ra dưới em thấy không, nhân viên quá trời luôn.
đó, rồi mình mới nói chung là nhân viên người ta cũng biết, người ta biết anh mà, cho nên anh nói anh xin phép anh vô đây anh gõ cửa thăm cái bếp và anh vào tận tay anh nấu cái món. Ôi sợ luôn á. Có ai phụ không? Vô. Anh nói thiệt lòng coi, hấp dẫn vậy? Trời ơi, sao em thấy bất ngờ về cái bữa ăn ngày hôm nay không? Dạ bất ngờ, tại vì là anh nấu những cái món mà đúng chuẩn miền Tây luôn. Đúng rồi, anh miền Tây mà. Em mà. Anh ở đâu? Anh ở An Giang. Món hột vịt này là tuổi thơ nè. Dằm nước mắm, nước ăn mắm, với rau. Ăn với rau. Như giới thiệu về hai thành viên nhí này cho anh với cô Thảo biết em đi. Em thì có hai con. Đây, một cậu con trai 5 tuổi. Nhỏ gái như tụi mình à, 23 tuổi. Trời, mẹ sâu sắc ghê á. Mà sao mẹ 28 mà con 23 vậy? Này gái nuôi. Thôi bây giờ phỏng vấn bạn nhỏ này xíu coi. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Đình Nhân. Năm nay Nhân như tuổi? Con 5 tuổi. Con tuổi con gì? Con tuổi con heo vàng. Con heo vàng. Con heo mà phải vàng nữa mới được nha. Nguyễn Nhân học lớp mấy rồi? Con học lớp 1. Lớp 1 rồi hả? Con biết đếm từ 1 tới 10 không? Biết đếm bằng tiếng Anh á. Thôi chị thông cảm. Nó nghe nè, đó giờ con có ra cái bếp ăn của mẹ không? Dạ có. Con có phụ mẹ với cô phụ cô chú làm phục vụ cho quán ăn đó không? Dạ không, con còn nhỏ mà. Rồi, thấy còn cô bé này. Tên Ti. Tên là Ti. Là em nhận nuôi bé từ khi nào? Không phải nhận nuôi mà kiểu là hồi xưa thì em mới khởi nghiệp thì em đâu có mướn nhân viên nhiều đâu. Thì bé là cái nhân viên đầu tiên mà em thuê. Em thuê lúc đó là nhiêu tuổi ta, mười mấy? 18, 19 gì à? 17, 18 gì đó. Làm chung thì có cái tình cảm á. Xong rồi sau này em đi làm sáng tạo nội dung á, thì bé đi theo như là bé trợ lý vậy đó. Đi theo mình chăm sóc rồi này nọ này nọ. Xong rồi nói giỡn với nhau là thôi mình nhận mẹ con đi, rồi kêu mẹ con nuôi từ đó. Ôi là trời. Người ta nhận chị em thì cách nhau ít tuổi nhận là mẹ con. Bự quá, nó nhỏ quá, kêu mẹ con đi. Vậy là bé Ti có sống ở đây không? Không, em không sống chung với mẹ. Em sống riêng. Có nhà mới rồi. Thôi giờ gặp bữa ăn cơm nghe. Đây, anh lỡ anh phục vụ, anh nấu rồi. Giờ mới ok rồi. Con ăn trứng đi. Vậy ăn cơm với trứng nha. Ăn trứng quýt thôi hả? Món mix độc đáo quá. Rồi, thôi giờ mời ăn cơm nha. Rồi, mời mọi người ăn cơm. Trứng luộc trứng mà con. Hồi nãy Như nói là Như với em là lần đầu tiên là vì em tìm nhân viên. Mà nhân viên đầu tiên của em là khởi nghiệp đúng không? Là lúc đó là khi nào? 2017 quá. Là mình khởi nghiệp với cái công việc gì? Em bán online, bán đủ mặt hàng, mỹ phẩm, quần áo, rồi đủ thứ hết. Rồi sau này mới chuyên về mỹ phẩm. Rồi lúc đó thì là Ti vào là làm công việc, cụ thể là những công việc gì Ti? Đóng hàng, đóng đơn rồi đó. Hồi xưa là đi lột tôm. Rồi sao gặp? Thì em đăng tìm người. Một cái lúc đó sao không làm công việc quen thuộc là lột tôm mà lại chuyển qua coi như làm mỹ phẩm vậy? Cực quá. Tại vì cái đó là làm việc là tính theo năng suất. Mình làm nhiều mình sẽ ăn nhiều, mình có tiền nhiều, mình làm ít thì mình sẽ có ít. Thì sáng thì phải thức đi làm, rồi vô chổng là lột á. Lột tới tay bị chai luôn á. Em bắt đầu lột tôm từ năm bao nhiêu tuổi? Đại lại mẹ em là làm tôm đó giờ luôn. Sau em học hết lớp 8, mẹ em kêu em là đi vô ở khỏi nhà không làm gì, giống như là nghỉ hè á. Đi vô làm tôm đi, cho vui. Xong cái em nghỉ học luôn. Mà giờ nghỉ rồi, nghỉ hậu sản á. Chị chăm bé, đang mà có một bé. Ủa? Có gia đình rồi, đang có bé nhỏ 2 tháng tuổi. Vậy là bé Như lên chức bà ngoại nữa hả? Nghe đau. Hồi nãy nghe có 100 đứa con là bị sốc rồi, bây giờ thêm bà ngoại nữa. Bà ngoại 28 tuổi, khổ lắm. Mà Như là nhà em là có bao nhiêu anh chị em? Chỉ có mình em thôi. Con một như thế rồi hồi tuổi thơ em sao? Em sẽ được rất là cưng chiều một con chúa trong gia đình hả? Đúng rồi đó. Nhưng mà mình chơi cũng chỉ có mình thôi. Em có một cái câu chuyện về tuổi thơ nào mà nó em nhớ mãi, mà cứ mỗi lần mà khi mà em thành công hay em có những chuyện mà nó chưa thành công thì em đều nghĩ tới nó để giống như là một cái động lực để cho em cố gắng phấn đấu, cố gắng nỗ lực hơn. Cái tuổi thơ của em thì nó chỉ bắt đầu ấn tượng từ lúc 14-15 tuổi. Cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian dậy thì của mỗi con người. Cho nên là nó rất là nổi loạn. Và mình chỉ có một mình nữa. Lúc mình lớn rồi thì chắc là mình sẽ ít tâm sự với cha mẹ. Thì mình cũng có những cái suy nghĩ nó cũng không có đúng, và những cái hành động nó cũng không đúng. Thì có một lần là cha em ngồi với em mà cha em dạy em á, xong cái cha em khóc luôn.
cha nói là không được làm như vậy, như vậy, như vậy. Em làm như vậy đó là làm cái gì? Chỉ có không học và đi chơi hơi nhiều xíu thôi. Em có nhớ cái lời cha em nói lúc đó là lúc mà cha em nói cái lời gì mà cha em khóc không? Cha đặt rất là nhiều hy vọng vào con, và cũng như là con là cái niềm hy vọng còn lại cuối cùng. Tại vì có một mình thôi. Mà hồi xưa là mọi người xung quanh nhìn em á, là không ai nghĩ là em sẽ có một cái sự nghiệp như vậy. Tức là khi mà về và gặp rất là nhiều người ở ngoài bằng lứa tuổi với cha em, bạn bè của cha em, hay là những cái người cô chú lớn tuổi á, thì thấy em á là sẽ nói là sau này là có một đứa con gái thôi thì chắc chắn là sau này sẽ không làm được trò trống gì hết. À, người ta sẽ thường nói với cha em vậy luôn. Tức là nói là bé nó thấy nó quậy quá thì nói là bé này là sau này nó sẽ không làm được cái gì đâu. Cha em phải chịu rất là nhiều cái áp lực đó. Em cũng một phần cái điều đó để làm một cái động lực cho gia đình của mình, là mình sẽ cố gắng để chính bản thân mình thay đổi cả một cái suy nghĩ về gia đình của mình luôn. Vậy thì cụ thể là em bắt đầu em khởi nghiệp là những công việc gì? Ví dụ thì em sẽ ngày lễ tình yêu thì em sẽ đi bắn bông. Bắn gấu, là con gấu nó sẽ tới đây của em và em chở nó, em ôm nó trước, xong em chở từng con giao cho khách. Cô vừa bán, cô vừa ship luôn à? Đúng rồi, là đâu có thuê lấy ai. Lấy công làm lời á. Lấy công làm lời. Có đợt là em nhớ là em chở cái thùng bánh đó đi giao 20 mấy cây hơn. Đi một mình? Đi một mình, chạy xe máy ở sau một cái thùng bánh to, bạn đó đặt bánh, và cái thùng bánh đó lời được 170 mấy ngàn, em còn nhớ, bánh ít. Khi mà lần đầu tiên mình đi, mình là một shipper mà đi với một cái quãng đường là 20 mấy cây, đi về là tới 5 mấy cây, đúng không? Em còn nhớ cái cảm xúc khi em cầm lấy cái số tiền lời đó không? Em không có cảm xúc, mà em được đi làm á, em thấy em rất là đã. Cái tính cách của em là con người rất là thích làm việc, và em rất là mê kiếm tiền. Cho nên khi mà em được làm việc và mình được đi một cái quãng đường xa về vậy, mình nhận được số tiền đó, đúng là nó ít thật, nhưng mà mình cảm thấy là cái đó là do công sức của mình bỏ ra, thấy rất là hạnh phúc. Em có về em chia sẻ những cái điều đó với mẹ, với cha hay không? À không, em không có chia sẻ. Em cũng không nói, nhưng mà cha em biết nha. Là la đó, không có cho đi làm. Tại vì đang đi học mà đi làm á, bán như vậy là mình sẽ bị phân chia cái việc học ra, nó sẽ không có hiệu quả. Nhưng mà cũng lén làm. Nói chung là mình cũng không từ bỏ luôn. Đến cái năm mà em học y sĩ, mình vẫn đi bán. Và mình cảm thấy mình vô cái nghề đó mình không hợp với con người của mình. Và em cũng đã nghĩ để em chuyển qua em bán online. Mẹ em có nói gì không? À nói riết rồi, chắc là không nói nữa luôn chị. Thôi cứ muốn cái nghề nào thì cứ chọn, thì cứ làm đi. Thế hả? Không khóc nữa luôn? Không, không. Hết khóc rồi. Nhưng mà mặc dù là gia đình em thì đa số là làm truyền thống, là công nhân viên chức á, đi làm cho nhà nước. Cho nên là khi mà một bản thân là một cái người con một trong gia đình, và tất cả các cô chú đều mong mình có thể được đi làm công nhân viên chức, thì mình lại tách mảng mình đi ra làm một cái hướng kinh doanh khác, thì nó cũng là một cái cú sốc cho gia đình của em nữa. Em cũng phải chịu rất là nhiều những cái gọi là phản đối từ phía gia đình. Thì nhưng mà mình vẫn đam mê của mình mà. Em buôn bán online như thế là kiểu là vẫn là buôn bán kiểu thích gì bán đấy thôi đúng không? Và tới khi nào mình làm cách chuyên nghiệp hơn á? Sau khi em có chồng. À lấy chồng rồi. À lấy chồng rồi thì bắt đầu là mình cũng có đi học một số về cái việc kinh doanh mỹ phẩm, cũng đi học về kinh doanh. Cũng tìm hiểu cái thời điểm đó thì vẫn rất là ít người làm về cái mảng này. Năm nào em hả? 2017. 2017. Theo chị biết đó là những cái xưởng sản xuất mỹ phẩm á anh, là mình sẽ đặt số lượng rất là lớn, số tiền thật sự là khổng lồ đó. Một cái đơn hàng đầu tiên phải vài tỷ á anh. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi lúc đó em bán hàng online, vốn đầu tiên mình em kinh doanh là từ đâu em tích góp được á hả? À không, vàng cưới của mẹ chồng cho. Bán vàng cưới? À, bán vàng cưới để vô sổ tiết kiệm, xong rồi rút sổ tiết kiệm ra làm. Mẹ chồng thì đám cưới mẹ chồng em cho em 20 cây vàng thời điểm đó. Mới cưới mà có thì là xong là em làm hết luôn. 20 cây đó mà để tới giờ là nhiều lắm rồi. Và bán hết rồi. Thôi mình bán nhỏ lẻ online thì mình chỉ là trong người mình vài chục triệu rồi thôi. Chứ mình cái số tiền lớn mà để mình khởi nghiệp lớn như vậy thì thật sự là nó không có. Cho nên là mình phải nhờ vào gia đình, mà nhờ vào gia đình chồng. Nhưng mà cái lần khởi nghiệp đó thì mọi thứ nó có suôn sẻ không? Có, cũng có một cái sự cố đó là mình hùng hạp với một cái người quen á. Rồi mình bị người ta cũng là lừa. Bạn nói là bạn có một cái lô sản xuất nhập từ nước ngoài về rất là ok. Thì mình cũng thấy là nếu mà mỹ phẩm mà được vươn tầm nước ngoài á, nhập về nó lại ok nữa, nguyên liệu. Mình đầu tư, mình cọc cho người ta. Xong rồi tự nhiên bạn nó mất tiêu luôn. Xong rồi em bị chới với, mất đi phần nửa số tiền của mình. Nhưng mà em có quen biết thân thiết gì không mà em đưa tiền đây vậy? Không, cũng thân, cũng đã đi ăn đi uống và bạn cũng dẫn cho mình đi xem rồi. Nói chung là rất là ok luôn. Nói chung là qua một cái giới thiệu từ một cái người bạn của em và cũng đã làm việc được một vài lần. Chị hỏi con số được không? 500-600 gì đó. Nhưng mà thời điểm đó nó rất lớn với em. Anh hiểu rồi, cái cảm giác mà mình mới đi về nhà chồng, mình khởi nghiệp, mình làm dâu á, nó là một cái gì đó nó rất là thử thách.
và mọi người đang nhìn vào mình á. Bao nhiêu thứ nữa. Bao nhiêu thứ, và công việc của mình lại tách biệt với chồng chứ không lại làm chung với chồng nữa, thì đó lại là một cái bất đồng rất là lớn luôn. Mà mình đã ra thì mình đã nói là con sẽ cố gắng thành công, nhưng mà thật sự thời điểm đó tự nhiên chân hững không thành công luôn. Trên bờ vực là nó mất hết rồi đó. Là lúc đó là em cực kỳ là stress luôn, em cực kỳ là căng thẳng luôn, nhưng mà cũng cố gắng bình tĩnh để có thể là giải quyết tất cả mọi thứ. Nó em đẹp và mình lấy cái số tiền ít ỏi còn lại mình làm. Cái giai đoạn đó ai là người bên cạnh em và đồng thời là mang đến cho em những cái nguồn năng lượng tích cực để giúp cho em vượt qua cái lo âu, cái stress đó? Cái giai đoạn đó thì chỉ có ông xã thôi. Đó. Nói chung là anh rất là thoải mái và anh rất là tin em. Đến hiện tại anh vẫn tin em. Anh đoán được mà. Quá trời anh hỏi để cho ông xã em nghe chính phiền vợ nói gì mới sướng, đúng không? Anh xã của Huỳnh Như. Đó. Trời, thật ra nói em là khởi nghiệp mà rủi ro mà mất một cái số tiền như vậy, biết là nó nhiều nhiều ít trong mít, nhưng mà cái quan trọng là nhiều khi người ta mà không có bản lĩnh nha và không có sự hỗ trợ từ những người thân là coi như là sụp nụ luôn. Sụp luôn á anh. Đó. Bởi vì khởi nghiệp rất là cần gia đình, không có gia đình thì rất là cần những cái người mà mình yêu thương bên cạnh mình. Betty có biết là lúc đó là có bên cạnh chị mình chia sẻ không? Không có biết, không có nói. Em không nói đâu. Trời ơi, cái việc đó mình kiểu mình đi làm ăn mình bị cái đó mình quê chứ chị, sao mà mình chia sẻ với nhân viên mình được. Chia sẻ mấy bé cũng không giúp được gì. Mình nghĩ vậy. Rồi ba mẹ ruột của em thì sao? Em cũng nói với ai hết, chỉ nói ông xã thôi. Sau này có nói với ba mẹ và ruột mình không? Không, sau này thành công rồi không nói nữa. Hôm nay ba mẹ mới biết. Trong chương trình gõ cửa thăm nhà này, nếu ba mẹ có xem ba mẹ mới biết. Cho chị hỏi là em đi theo mẹ em bao nhiêu năm nay rồi á? Mẹ em là quá mạnh mẽ rồi, mẹ em khỏi phải hỏi. Lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng tự xử lý mọi việc một mình, lúc nào cũng không có một người quan tâm. Nhưng mà có bao giờ em nhìn thấy mẹ em thấy thương và tội nghiệp mẹ em? Em thấy là mẹ em đang rất là lo lắng hay đang rất là có nhiều sự đau khổ, nhưng mà mẹ em cứ cố gắng đi tự cầm một mình, em có thấy thương mẹ em không? Có chứ chị, nhiều lúc mà sáng đi người ta thức là 7-8 giờ người ta mới thức, còn mẹ là đã 3-4 giờ sáng mẹ thức để mẹ đi làm. Đi làm tới nhiều lúc 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, hoặc là trễ hơn nữa 5-6 giờ sáng mẹ mới về, thì lúc đó em cũng có đi với mẹ, nhưng mà cái khúc đó là người ta đã ngủ rồi mà mẹ mình vẫn còn làm. Nên mẹ thật sự là rất là, em làm việc rất là vất vả và nhưng mà chưa bao giờ mẹ than. Có bao giờ thấy mẹ bệnh không? Bệnh mà phải cố gắng làm á? Có bệnh nhưng mà kiểu cũng kêu người ta mua thuốc lại thôi chứ không có nghỉ. Tại sao cô Thảo hỏi như vậy là bởi vì người ta có chị, có em, có anh. Nếu mà không tâm sự được với cha mẹ thì sẽ tâm sự với các anh chị em. Nhưng mà mẹ Huỳnh Như không có ai. Tôi suy cho cùng là chỉ có mình với Tý. Còn cô thì nó còn nhỏ quá. Cho nên là khúc mẹ con có chồng á, cho nên bữa đó mẹ cho con tiền. Mẹ có nói là sau này con không có đi với mẹ nữa. Tại sao không đi? Tại có chồng, có mà chồng không có đi xa được. Mẹ sinh con. Cho nên là mọi người hay hỏi là sao mà có thân thiết gì đâu mà sao thương bé Betty quá, sao mà chăm sóc Betty như một người trong nhà. Thì tại vì thật sự em không có người thân. Em không có anh chị em. Em xem nó như là nói con thì nói gì chứ giống như là anh chị em trong nhà. Rồi em đi đâu cũng mua gì về cho nó, những cái gì ngon nhất là em không biết mẹ nó biết nó thích ăn cái gì không, chứ em là người biết rõ nhất. Nói chung là mình rất là thương. Với lại là chỉ có những người đi theo em thì mới biết là trong cái lúc em làm việc em đã phải trải qua những gì, khó khăn những gì để có được như ngày hôm nay. Quay video trên mạng xã hội thì em chỉ muốn rằng là đem lại những cái thông điệp tích cực cho mọi người thôi. Không lẽ mình đi quay chỗ này cực quá, hay là mình đi làm chỗ này cực quá, mình phải quay lên mấy bạn ơi tôi cực như thế này nè, tôi đã phải cố gắng như thế này và tôi đã phải chịu áp lực như thế này tôi mới được như ngày hôm nay. Thì cái điều đó chỉ nhận được cái sự thương hại của mọi người. Cho nên là em cũng chưa bao giờ em nói về cái hành trình mà mình đã phải trải qua những gì. Nhưng mà em tin chắc rằng đến thời điểm hiện tại em được như ngày hôm nay là đó là do cái sự nỗ lực, sự cố gắng mỗi ngày của bản thân em để có được như ngày hôm nay. Với một cái người nó có một cái sức ảnh hưởng quá lớn với mình, thì em có cái điều gì muốn nói với chị, mẹ, bạn, nhiều nhà sếp hay không? Nhân cái cơ hội ngày hôm nay, con chỉ muốn nói là cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhờ mẹ mà con mới có ngày hôm nay. Nhiều lúc mẹ đi làm mà biết mẹ điện về cho bó chữa, chứ mẹ điện cho sữa liên tục để nói chuyện với con của con. Cháu ngoại á. Mình thương. Nói chung là khi mà em làm việc thiện nguyện thì mọi người nói là em làm cái đó vì điều gì. Nhưng mà thật sự thì em là một người rất là muốn được mọi người yêu thương mình. Tại vì mình đã quá nhiều áp lực trong cuộc sống rồi. Có đôi khi em áp lực khủng khiếp. Khi em bước vào bếp ăn, em bước ra là em khác liền. Cái tình thương mọi người trong bếp ăn khi đến bếp ăn nó như một cái gia đình. Mà mình vào đó mình thấy cái tình thương của mọi người chia sẻ với nhau.
mình thấy cái cuộc sống này nó đáng sống. À, nó cũng là một trong những động lực để em có được cái động lực để em làm việc tiếp tục. Em được yêu thương, em không để trong lòng, mà em là tiếp tục đem cái sự đó em lại đi lan tỏa khắp nơi. Và mong mỏi tất cả mọi người cũng đều hạnh phúc, cũng đều có được những cái tình yêu thương giống như em. Em cũng may mắn vì em gặp được Betty đó. Ít có ai mà có thể nói để cho mình khóc. Tại vì sao em biết không? Cái sự tủi thân của mình, cái sự cô đơn của mình, cái sự không chia sẻ được với ai của mình á, mình đã không muốn nói ra rồi. Nhưng mà nó nhìn thấy được, mình nó nhìn thấy được, nó cảm nhận rất là rõ ràng. Nó nói ra thì thấy là em khá là xúc động, vì mình đã giấu sự bất ức trong lòng, nhưng mà có người nhìn thấy được điều đó. Là em rất là may mắn vì có người hiểu được em, có người biết được rằng là em nội tâm cũng yếu đuối. Thấy mạnh mẽ chứ mà lòng rồi. Luôn show ra ngoài rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ở đây hai chị em thì ai cũng rất là may mắn gặp được nhau hết trơn á. Chị hy vọng là tuy có gia đình rồi nhưng mà vẫn rất là thương em. Và sau này á, cái tình cảm này nó sẽ tiếp tục phát triển. Với lại giống như việc là em tiếp tục lan tỏa cái tình yêu, cái sự được yêu thương của em đến những người khác, đến mọi người đó. Ban đầu là đến thăm em thôi. Nhưng mà không ngờ là có thể gặp được cái bếp của em, gặp được những thứ tốt đẹp đó. Thì chị rất là may mắn và cảm ơn hai chị em rất là nhiều. Hy vọng là lần tới chúng ta sẽ gặp được hai chị em, có thể là một cái bếp to hơn hay là những vị trí khác nữa. Hoặc là gặp được em trong kinh doanh chẳng hạn. Đúng rồi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và chương trình Gặp Cửa Thăm Nhà hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và ủng hộ. Thuận Thảo xin cảm ơn và chào tạm biệt.